Chào mừng các bạn đến với channel mình là Slenderman đây. Và video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái thử thách với cái nội dung là chớm tìm. Ok, và cái thử thách ngày hôm nay của chúng ta là chớm tìm đây các bạn. Và ngày hôm nay có lẽ các bạn thắc mắc là mình sẽ chớm tìm với ai đúng không? Thì mình sẽ chớm tìm, không phải chớm tìm với cái thằng phù thủy đứng kế bên mình đâu. Mà ngày hôm nay mình sẽ chớm tìm với ông kẹ. Các bạn đã biết ông kẹ là ai đúng không? Và các bạn có thể gọi là ông ba bị, ông gì cũng được, tùy các bạn. Còn hôm nay là mình sẽ gọi ổng là ông kẹ. Và không phải là cái thằng phù thủy đứng ở đây đâu, các bạn đừng có để ý nó. Đậu phộng không biết đâu ra nó xuất hiện ở đây ta. Rồi ok, thì nếu các bạn thích video này của mình á, thì tại sao các bạn lại không dừng video lại, like một cái, chứng minh cho mình biết các bạn chính là chân chính của mình. Và đừng quên là đăng ký kênh và chia sẻ video để ủng hộ mình nha các bạn. Bạn cố gắng là xem hết video, xem hết quảng cáo và bấm mua quảng cáo để ủng hộ mình. Có tiền mua mì tôm đó, một lít quảng cáo của bạn là bằng một gói mì tôm rồi. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào thử thách trốn tìm thôi các bạn ơi. Trò chơi trốn tìm đã được bắt đầu rồi các bạn. Hiện tại là mình đang trốn, còn ông kẹ là ông đang đếm là 5, 10, 15, 20 đó, y như trò chơi 50 của chúng ta. Và sau khi ông đếm đến 100 là ông sẽ đi kiếm mình. Ủa, bây giờ thì mình đang trốn ở đây. Nhưng mà mình nghĩ nếu mà mình trốn ở đây hoài thì sẽ không ổn, mình phải di chuyển liên tục, nếu không mà ông tìm được chỗ này là chết luôn đó các bạn. Ok, và bây giờ thì mình để mình coi coi. Ôi, trong người mình có quyển sách nè. Núp vô. Để mình coi quyển sách này kia cái gì. Là Gorny Escape from the Mansion. Là mình sẽ phải thoát ra khỏi cái biệt thự này. What? Còn phải thoát ra nữa hả? Vậy là mình thoát ra là ông sẽ không tìm được mình, là mình sẽ thắng. Ok, hiện tại là mình quên nói với bạn là mình đang ở trong biệt thự. Và ở đây có một cái gợi ý cho mình, đó là The monster is faster than you. Là cái ông kẹ này ông chạy rất là nhanh nha các bạn. Và ở đây sẽ có những cái redstone thết, là đuốc redstone. Và mình sẽ phải tìm những cái đồ ở ngay cái chỗ xuất hiện có đuốc redstone. Ok, chỉ đơn giản các bạn hiểu vậy thôi. Bây giờ thì mình sẽ đi ra ngoài. Đậu phộng, ông kẹ này ông chạy lẹ lắm. Chết á, nếu mà gặp ổng là chết luôn á. Ôi, bỏ. Wow. Và mình phải tìm, vậy là mình phải có nhiệm vụ là phải tìm những cái vật phẩm nữa. Ở đây là cái gì đây? Mình cũng không biết nữa. Thôi bây giờ mình đi lên lầu đi. Biết đâu được mình tìm được ổng hay sao. Ui, cái gì? 01. Nhớ nha các bạn, 01 là cái gì mình không biết, nhưng mà cứ nhớ đi. Ui, từ từ. Ủa, đang đi ổng nhảy ra, ổng bóp giấy cái chết queo luôn á. Rất là nguy hiểm. Không, ông này ổng có cái tài là bóp giấy dữ lắm. Cho nên là chúng ta phải cẩn thận. Đấy, cho nên là mình rất là sợ ổng. Nếu mà ổng tìm được mình là ổng bóp giấy là thăng thiên. Ok, mình đang đi đâu mình cũng không biết nữa. Nhưng mà mình mong là không có chuyện gì xảy ra. Wow. Mình đang cảm thấy rất là ghê đấy. Ở trong đây để mình coi có gì hay không. Chủ yếu là chúng ta phải tìm được những cái gì. À, có đuốc redstone nè. Ô, có cái đuốc redstone đây. Ô, đây. Có một cái này. Yes. Có cái gì đây? Ui, cái này thôi đừng có nhảy xuống nó. Nhảy nó nguy hiểm lắm. Lỡ có gì sao? Bây giờ thì mình đã tìm được một cái này rồi. Cắt vô. Ở trong này không có gì hết các bạn à. Chúng ta phải mong men lên lầu và tìm coi có gì không. Ô, cái này đi qua bên đây tìm coi. Nãy giờ mình tìm bên đây quá trời mà không thấy cái gì hết các bạn à. Mình đang cố gắng tìm những cái rương và mình phải trốn ổng nó. Quay từ. Ok, không có gì. Ui, sao trong này tối thui vậy? Ui, trong này nó tối lắm các bạn. Vãi thật. Đây tối thui à. Ông ơi, ông. Ông kẹ kìa. What? Wow, ông ơi tha cho con, đừng bóp giấy con. Chạy, ông bóp giấy đi. Chạy ông ơi tha cho con đi, đừng bóp giấy. Ui, đừng bóp giấy con mà. Chạy. Chết rồi. Đậu phộng. Go, ơi ngó cái này ngó cục. Oh my god, ông dí dài vậy ông nào ơi. Dí dài quá vậy. Rồi xong ngó cục rồi. Ui. Đau quá. Đau giấy quá. Ông bóp giấy chết queo luôn các bạn. Đậu phộng hôm này biến thái vãi. Nghĩ sao với mình bóp giấy, mình bóp giấy chết luôn chứ. Đậu phộng. Thôi bây giờ mình phải cẩn thận hơn. Hồi nãy là mình ông dí mình chạy. Mà mình thật sự là mình quay lại coi đấy. Mình quay lại là để coi ổng còn dí mình hay không, hiểu không. Cuối cùng nó quay lại bóp giấy cho con gái chết queo luôn. Đậu phộng. Thôi. Ông ơi, ông tha cho con. Ông ở đâu. Ui, đậu phộng nữa kìa. Nữa hả? No. No, mình sẽ không quay lại đâu. Mình sẽ cắt đuôi ổng. Đậu phộng, chết rồi. Cắt đuôi ổng, căng. Cái đường đi xuống lầu đâu. Nhanh lên. Ổng bóp giấy đi. Nhanh lên. Ổng biến thái đi. Đậu phộng ở đâu ra nhiều ấy. Đâu rồi. Quá trời.
Ông còn nghĩ không? Wow, hết rồi, hết rồi. Wow. Hóa sợ xanh máu mặt luôn. Thôi, đi tìm. Để mình đi tìm mấy cái rương, coi có cái redstone giống nãy không. Đâu phần mình sợ quá, mình liếu lưỡi luôn rồi. Wow, ơi đây có mấy cái rương nè. Đây có mấy cái rương. Không có gì hết. Ôi, lầm hết hồn. Có mấy cái rương. Bình tĩnh nha các bạn bình tĩnh nha. Bạn nào đã đá trong quần rồi thì đi hai quần đi coi tiếp. Chứ đừng có gì nha. Ok, mình đang chơi trốn tìm mấy các bạn. Đậu phộng ông thấy mình hơn, ông không bắt được mình. Tại vì cái lực mà chơi trốn tìm là người ta phải thi, người ta thấy mình á, người ta phải đụng được mình thì mình mới thua. Các bạn hiểu không? Cho nên là ông chưa đụng được mình thì mình đâu có thua đâu. Hồi nãy ông đụng mình lần rồi, ông thua. Ok, đậu phộng thua. Rồi ok, đây không cái rương. Hình như mấy cái rương này là rương giả hay sao bạn ơi, không có gì hết á. Mình tìm rất là nhiều rồi, không có gì hết á. Ở đây có mấy cái rương nè, không biết mà kết quyết rương thiệt hay giả, chắc là rương giả rồi các bạn ơi. Rồi giả rồi, không phải thiệt rồi. Ok, bây giờ để mình tìm coi cái đường nào mình thoát ra khoan từ từ. Wow, nguy hiểm. Cái đường này là cái chỗ nè, cái chỗ này để thoát ra nè các bạn. Đúng rồi, cái chỗ này để thoát ra nè, cái cửa này nè. Wow, mà không có gì hết. Ui, từ từ. À, ông đứng sau mình nó chết luôn á. Mà mình đang thắc mắc cái này là cái gì. Ôi khoan, hay là mình chỉ mấy cái kiếm vào đây, cánh cửa nó sẽ mở ra. Nhưng mà mình phải có những cái vật phẩm này rồi đúng không? Vậy là mình có hai cục này rồi, mình thử quay kiếm vào đây coi. Cửa vẫn đóng, vậy là mình còn thiếu hai cái này. Một cục màu đỏ với cục này nữa. Ok, mình sẽ đi tìm thôi các bạn. Hồi nãy mình có gặp ổng trong tay không ta? Hay ghê quá, giờ mình không nhớ mình gặp ổng ở đâu luôn á. Phải từ từ để mình tìm được, đi tìm. Chỗ nào có đuốc redstone thì chỗ đó sẽ có đồ. Nhớ như vậy thôi. Chúng ta chỉ cần nhớ như vậy thôi. Ở trong đây có tối thui à? Ơi, như chỗ này mình vào rồi thì phải. Các chắc mấy gương này gương giả rồi, cho nên mình không có mở đâu. Tại nãy mấy cái rương kia là người ta có lưu ý cho mình là phải có đuốc redstone mà. Phải có redstone. Ok, đây có hay không? Uầy, gặp ổng lần nữa chắc chết quá. À, sợ vãi. Cái chỗ này là cái chỗ gì ta? Ôi. Vậy là chỉ còn trên lầu thôi. Ở dưới đây là mình không tìm thấy rồi. Giờ phải từ từ lên lầu thôi chứ sao giờ. Mà cái ông kẹ này cũng kỳ ghê á. Lúc đầu chơi là dao rồi, dao là không có được bóp giái rồi, chỉ là đụng người là quay đậu phong. Từ từ mình sẽ đánh lạc hướng ổng. Mình đã dao rồi là không có được bóp giái, chỉ có đụng vô người. Ui da, trời ơi đau vái quá. Ông này ông ác thiệt á. Đâu không đã giao từ đầu là chơi là chỉ đụng người là thua thôi. Mà ông bóp giái mình đâu mà mới chịu thua. Ôi thôi. Ơi mình đang ở trên lầu đó các bạn. Mình đang ở trên lầu á. Hên quá. Bây giờ mình phải đi tìm, mình lo đi tìm cái kia thôi chứ mình không có thể nào mà lằn nhằn với ổng được. Ôi, làm đứng tim. Đâu phải ổng xuất hiện làm hết không? Biết xuất hiện. Mỗi lần ổng xuất hiện là mình biết là mình chuẩn bị đau đau gì rồi đó, các bạn biết rồi đó, đau giái. Ok, ở đây có đường nè. Ở đây có đường. Nhưng mà bây giờ mình phải tìm cái đó đâu bây giờ. Thiệt tình á, ở đây không có. Chỗ nào có đuốc redstone là sẽ có những cái rương đồ. Đơn giản vậy thôi, chứ bạn cần biết vậy thôi, các bạn không có cần phải biết nhiều gì hết á. Ở đây nè. Yes. Ủa mà sao có nhiều đồ quá vậy? Ở đây có rương đồ nè, sao có nhiều đồ quá vậy? Quay từ từ. Ông này ông chơi thiệt tình luôn á. Trong đây có đồ không ta? Mình sẽ đi vào từ từ thôi. Ok. Ông đừng có hù tôi nữa nha. Ông kệ. Sợ ông luôn á. Chơi gì mà chỉ kỳ á. Ông lớn mình mà chỉ kỳ quá. Lớn chỉ kỳ. Chơi mà vuốt giái mà đi quế rồi. Thôi đi lên. Ôi đường này có đường đi xuống nè. Vậy chắc là mình phải đi xuống rồi. Mình vừa tìm được một cái chỗ để đi xuống nè các bạn. Nhưng mà không biết là cái chỗ này có nguy hiểm không. Cái này nó sử dụng cái piston nè, nó đẩy nè. Ok bây giờ thử mình xuống dưới đó cho nha. Ui da. Wow. Ồ mình lại xuống chỗ này rồi. Mình lại xuống cái chỗ này nữa rồi. Ok, có khi mình xuống đây mình an toàn hơn là mình trên lầu á. Hồi nãy ông dí mình lên tới trên lầu luôn mà. Ok ở đây. Ê đây nè. Có một cái rương. À thì ra là ở dưới đây có. Ý có cục màu xanh luôn nè. Có cục màu xanh rồi. Ok từ. Từ ông ơi. Đừng dí con ông ơi. Ở dưới mặt, cái mặt. Ồ, từ. Có cái mặt nữa các bạn. Ok. Rồi, bây giờ thì mình đã có đủ chưa ta? Khoan để mình coi còn. À, trong đây còn nữa nè.
nhanh lên. Ôi, gặp ổng là chết luôn đấy. Chạy. Giờ mình đi đâu đây? Chỗ này thì nó tối hùi. Ui, trong đây có đèn nè. Ủa sao trên đây có đèn hả ta? À đúng rồi, có cái lỗ trên đây mình nhảy xuống được mà. Thiệt tình. Rồi đi lên, cái đó là cái hướng lên trên lầu. Thôi đi xuống coi, mà không biết có cái đó có mở cửa được không ta. Không có ổng ở đây, hên vãi. Hồi nãy tưởng What the. Ôi, ông ơi, đừng có lên đây ông ơi. Ở phòng ổng bóp giá mình giết mày, sao giờ mình sợ còn có một hòn. Mất hết hòn rồi. Một hòn không biết đi đâu mất tiêu rồi. Ủa phòng ác thiệt. Nãy giờ ổng bóp mình 3-4 lần rồi đó. Từ từ, rồi ông đi rồi. Ông đi rồi. Ok các bạn, nó phóng bóp mình 3-4 lần rồi đó. Giờ, ở ha, ở đây có đường xuống lầu nè, Đi lên, ông ơi đừng tha cho con, đừng bóp giấy con. Chạy. Ôi, ông ơi, con còn có một hòn à. Ông bóp mất tiêu hết hòn rồi, còn có một hòn à, bóp riết. Ông có nhảy xuống được không? Không. Không có nhảy xuống được. Ôi, cái này ghê vãi. Chơi trốn tìm mà ông chơi làm hết hồn không à. Ôi, ông có ở đây không? Từ từ. Hồi nãy ông ở đây mà. Kì, đâu? Ô, hai ông luôn, đâu phòng. Cái gì vậy? Ăn gian. Ông chơi ăn gian. Ôi, ông chơi, ông kêu bạn ông xuống đó chứ. Núp vô. Chơi. Ô. Ôi, chắc chết quá. Ôi, một ông bóp đã muốn chết rồi. Hai ông bóp nữa chắc chết queo luôn quá. Một ông bóp là mất hết hòn rồi. Hai ông bóp chắc hai hòn mất tiêu. Trời ơi, trời. Nguy hiểm. Ok, không có ai hết. Không có ai hết. Ôi, nhờ ổng kìa đúng không? Ổng kìa hên quá. Ôi, ổng kìa. Đúng rồi, ổng kìa. Ôi, ổng đứng vậy sao mình không có xuống được? Thôi mình đi xuống này đi. Nhưng mà còn hai ông nữa, đậu phong. Cuối cùng là mấy ông trời. Cái gì? Wow, xém chết. Wow, hình như là ổng gần tới mình, cái đó hiện lên hay sao các bạn. Wow. Ôi, xém chết luôn, ôi, không hết hồn. Từ từ thôi. Easy. Mình phải cố lại đằng cái cửa đó, mình chỉ cần mở hai cái đó ra thôi là mình được à. Ok, nhìn lên, làm tất cả mọi thứ. Nhìn lên, mở cửa chưa? Oh my god, chưa mở cửa nữa. Cuối cùng là sao đây? Cái này cuối cùng là sao? Chết rồi, mình bị nhốt ở đây thật luôn rồi. Ôi, mở cửa cho tôi ra. Hay là quăng đồ ở đây tao, quăng đồ đúng rồi. Anh quăng coi được không? Không được. Fuck. Man. Ô Phong. Ôi, đá trong quần luôn rồi. What the fuck? Đá trong quần luôn các bạn ơi. Ôi, ở hết hồn. Sao cái này mình quay riết mà không có được cái gì? Từ từ. Ui, ông ơi, chưa. Mới đứng coi à. Fuck. Thôi, không chơi nữa. Nghỉ, không có chơi nữa. Khỏi thoát là gì hết á. Không có chơi. Ui, ông nữa kìa. Không chơi nữa. Ông có chơi nữa đâu. Đừng có dí nữa. Ông cứ bóp giấy tôi riết à. Ê, tình ông luôn á. Ông bóp giấy tôi riết. Tôi chịu sao nổi. Chết tôi thì sao. Thôi, từ từ. Núp vô. Không sao đâu. Thôi, không chơi đâu, nghỉ. Thôi, rồi, cảm ơn các bạn đã xem cái video này của mình nha. Và nếu các bạn thấy hay thì đừng quên để một like, một đăng ký, một chia sẻ để ủng hộ mình với bạn. Và nhớ là xem hết video, xem hết quảng cáo, bấm quảng cáo để ủng hộ mình. Nói thật là mình bị cái ông kẹ này, ông dí hoài. Mình sợ quá. Thôi, không chơi nữa đâu. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở lần sau nha. Bye bye. Các bạn nhớ comment là ông kẹ này, ông như thế nào nha. Quá ác luôn, bóp giấy mình. Thôi, bye bye các bạn nha.